Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiOne. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm camera Wi-Fi trong nhà, giá rẻ nhưng được tích hợp nhiều tính năng của camera, giúp cho người dùng có thể giám sát an ninh một cách thuận tiện hơn trong ngôi nhà. Và sản phẩm mà mình muốn nói đến đây chính là camera UC Baro 2.0. Cùng theo dõi video để xem sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Trên tay mình đây chính là chiếc camera UC Baro 2.0, được thiết kế khá là nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt lên tường, lên trần nhà hay là có thể dùng để bàn. Ở dòng thiết kế này thì sẽ không có cổng mạng nhưng được nâng cấp với 3 anten bắt sóng Wi-Fi, giúp cho camera có thể kết nối mạng được tốt hơn và ổn định hơn. Về ống kính của camera sẽ được trang bị một ống kính là 20 megapixel, cho phép quan sát với chất lượng hình ảnh là Full HD. Trong điều kiện thiếu ánh sáng như là vào ban đêm thì chiếc camera này sẽ ghi hình đen trắng nhờ vào đèn hồng ngoại được tích hợp ở phía trên ống kính camera với tầm nhìn xa là 10m. Cùng với đó là khả năng xoay 355 độ và xoay dọc là 120 độ, giúp cho chiếc camera này có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh. Trên camera thì còn được tích hợp thêm mic ghi âm và loa thoại, giúp cho camera này có thể ghi hình có âm thanh và đàm thoại hai chiều, thì chúng ta có thể dễ dàng trò chuyện cùng với người thân hay là nói lời cảnh báo đến các cái đối tượng xấu đột nhập vào nhà. Để đảm bảo an ninh trong khu vực giám sát thì chiếc camera này sẽ gửi thông báo về trên điện thoại khi mà phát hiện ra có đối tượng chuyển động trong khung hình. Đồng thời thì chiếc camera này có thể tự động xoay ống kính để theo dõi hành vi của đối tượng, giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận biết và có thể đưa ra các cái phương án xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho gia đình và tài sản. Camera UC Baro 2.0 cho phép chia sẻ thiết bị cho người thân để cùng nhau giám sát an ninh trong ngôi nhà. Và chúng ta có thể xem lại lịch sử ghi hình của camera bằng những cái dữ liệu được lưu trữ trên thẻ nhớ, lưu trữ trả phí trên đám mây của UC. Thì khe cắm thẻ nhớ của camera sẽ nằm ở phía dưới ống kính cùng với nút reset, hỗ trợ thẻ tối đa là 64GB. Với đó là chuyển nén H.264 giúp cho camera sẽ giảm được cái dung lượng lưu trữ cũng như là băng thông sử dụng. Nhờ vậy mà cái việc xem camera từ xa sẽ được mượt mà hơn rất là nhiều. Khi mua sản phẩm camera này thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên sẽ là một set hướng dẫn sử dụng, một củ cấp nguồn cho camera, cùng với đó sẽ là một cáp kết nối. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một đế treo camera, thì chúng ta có thể lắp cái đế treo này vào. Sau đó điều chỉnh để lắp camera này lên tường hay là lên trần nhà. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một bộ ốc vít đi kèm để bắt cái chân đế camera. Để mua được sản phẩm camera này chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt tại nhà thì các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng của DigiOne, đặt hàng tại website digione.vn hoặc liên hệ tổng đài mua hàng miễn phí 1800 0047. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.